Khi Tết Nguyên đán sắp đến gần, làng Đồn Đầu ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc bước vào mùa cao điểm bán đèn lồng. Dòng xe tải đổ về vận chuyển hàng trăm nghìn chiếc đèn lồng khác nhau đến nhiều địa điểm trên khắp Trung Quốc. Khi Tết Nguyên đán đến gần, chúng tôi nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, các thương nhân từ khắp nơi đổ về đây để mua đèn lồng của chúng tôi. Tại huyện Hoa Nam, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc, chợ phiên Xinhua nhộn nhịp cung cấp hàng loạt đặc sản địa phương từ ớt đỏ khô đến lê, hồng đông lạnh. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng có thể tìm mua nhiều loại đồ uống và nhu yếu phẩm hàng ngày. Các mặt hàng như đèn lồng, câu đối và đồ trang trí Tết được bày bán nhiều tại khu chợ ở thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây. Đặc biệt, các mặt hàng có chủ đề rồng được ưa chuộng hơn cả, bởi theo âm lịch, năm 2024 là năm con rồng.